là được. Em bỏ bên này nha. Nắm chồng. Chị ơi, cái chuẩn đi. Có điện thoại gì vậy? Chị có 2 phân đó hả? À, 50.000. Hồi nào vậy? Hôm qua. Điện thoại xương máu rồi. Chị kêu chia sẻ cái trang nào vậy chị? Trang Hồ Thế Diệu. Rồi em chia sẻ đi. Em mời lấy ăn mà mời cho em luôn. Hello, hello các chị yêu. Alo cả nhà. Trưa nay á là vừa bổ sung thêm 50 sợi dây nịt, 50 cái ví nam cho chị yêu nào mà hôm qua chưa chọn được. Là kết thúc cái đơn hàng dây nịt và túi của nam. Trời ơi nó đẹp lắm mà, nhưng chị biết rồi, nó không có nhiều. Cái quần gì mà không rộng, quần nó vướng dứt, không có nhiều nên là nhà mình tranh thủ bấm nha. Cho vô nút tương tác với các chị yêu ơi, chia sẻ bài. Rồi chế nào chia sẻ bài ưu tiên nha, thiệt luôn. Toàn là cả triệu, cả triệu 7-800, nói chung là cũng rẻ lắm, cũng 7-800 ngàn, 500 ngàn. Mình có được chia sẻ về cái trang này không? Không có chia sẻ, nhưng em mời khách thôi. Mà giờ chốt xe, chốt có trăm mấy xài chơi vậy thôi đó. Cả nhà ơi, mình đang coi like tương tác cho em đó nha. Alo, alo các chị yêu. Tranh thủ các chị ơi. Ôi, ôi em. Em không được khỏe rồi cả nhà ơi. Nhiều đồ lắm luôn á. Tình yêu nào đang coi like tương tác với em nha. Nay đồ lặt vặt nhưng là hàng đẹp, xịn luôn đó. Áo đang mặc giá 230, 250. Ai vậy? Chân Võ. Cái này vừa đang sale đó. Không phải đang sale, vừa đang kênh. Chờ vừa chút đi các chị chia sẻ, vừa chốt 100 mấy ngàn cho. Hàng này mà chốt 100 mấy ngàn là hơi bị dữ luôn á. Tự nhiên bị khăn tiếng lại thôi. Áo đang mặc có nhiều màu quá các chị yêu nha. Rồi để vừa vô cái phần mềm lọc thông tin khách hàng, tìm kiếm chị yêu nào đã chia sẻ. Rồi các chị lên ổn hết chưa nè. Đông đông khách một chút rồi mà vừa lên cho dễ. Nó có dây nịt Vietnam đó, với Vietnam đó. Áo vừa đang mặc nha. Rồi chốt sale chị nào không phải chốt sale, nhưng kênh cái đợt đầu thì 200, nhưng đợt sau này được giảm giá còn có 160 à. Chị nào có chia sẻ vô chốt nha. Hồng, xanh. Ô xanh lá có một cái à ta. Gì kì á, lạch lạch. Nào tiền mà rẻ lên đi. Trời ơi, tiền triệu mà bán là nói cái giá thôi khỏi nói giá buồn lắm. Bán cao cũng được. Em nghe nè chị. Ơi em nghe nè. Có đang live trong chính. Không, không chạy. Để em like đi cho các nhắn tin nha. Chị Cúc Ngọc, hôm nay có đồ bồ nữa không? Có luôn chị. Chị muốn là em like lên cho chị chọn. Gì cũng có hết á. Rồi, cái này các chị yêu của em chốt cỡ 56kg. À 65kg, 160 nha. Hồng,
xanh lá có một cái thôi, vàng, trắng, xanh đậm. Màu vườn màu da đó đâu rồi chị? Hả? Màu da hôm qua còn hai cái đó. Áo diều mặc quần ống suông tới mắt cá không em? Có, có chị Thảo Dương ơi. À, tại lên áp trước đi các chị. Phải quần nữa đó không chị? Không. À, quần màu da đây này. Thôi con cái này hả? Ừ. Hết luôn hả? Ủa trong kho không còn mà. Còn hôm qua mình còn màu da nhiều mà. Còn hai cái. Chị Thanh Kim áo em nhận được rồi, đẹp lắm chị. Cảm ơn chị Thanh Kim. Rồi mẫu, các chị yêu ơi, cái à Hương hướng dẫn để các chị vô nhánh theo dõi trang em nhớ nha. Các chị ghi mã dùng nhiều nha, cái này ghi mã thôi. Chấm 160 chàng trang. Đúng rồi, ghi mã nha, ghi mã mới chốt. Ghi chung chung vậy không chốt được đâu. 65kg đổ lại, không có sai, có màu xanh, xanh lá, xanh đậm, trắng, vàng, hồng, 160 kèm màu. Rồi ghi 160 kèm màu em cho em vừa chút, không có sai nha. Cái này các chị yêu ơi, đẹp luôn em, mà có nhiều nó khác. Nè, nó có chừng này à, các chị nhớ tranh thủ đi. Tôi phải buộc tóc lên cho cái tướng mà kiểu mà bánh bèo thế này là không được rồi. Sao em thích thả tóc để em nhìn cho nó đều đều mà sao chẳng bao giờ em thả được. Hai bao mẹ mỗi đứa 9 cái. Bữa chị mua cái áo dài tay sao chưa gửi chị dì Diệu Xuân Mỹ. Ủa? Như có đơn chị Xuân Mỹ ngoại. Chắc mấy bạn tưởng đâu để chị chọn thêm đó. Để em nói cho mấy bạn gửi chị. Ha. Là 18 cái đồ cho hai đứa nhỏ hả? Thôi mặc Tết đủ rồi, ngon lành. Rồi các chị ơi, lên. Xong rồi đó. Yên chưa? Rồi 160 kèm màu nha các chị ơi, 160 kèm màu. Sáng trần trang nha. Nay dây nịt cho nam nữa đó. Xanh nó có xanh đậm xanh nhạt đó các chị. À xanh đậm xanh lá. Bỏ chày mít dép. Xanh gì đó tình yêu. Cái tên hay. Cái tên ấn tượng thế. Xanh đậm, hồng, vàng, xanh lá. Thảo Dương, chị ơi 160 kèm màu kèm số điện thoại. Chị Thảo Dương khách mới phải không em? Ừ. Không có số điện thoại không gì em sao chút được chị yêu. Xanh đậm chờ cái Facebook ghi 160 kèm màu kèm số điện thoại dùng em nhé. Tới chị khách mới em đâu bỏ chạy mắt dép mình bóc địa chỉ giùm em chị gái nha. Mà đặt cái tên gì mà đọc cũng thấy nguy hiểm quá nè. Đọc cái gì giật mình bỏ chạy mắt dép nè. Hôm qua em được mấy bộ chị không biết nữa. Một hai bộ. Đâu có đâu, chị đâu có số điện thoại đâu chị Thảo Dương ơi. Nè. Chưa có số điện thoại. Xanh lá chị Thảo Dương nè, khách mới bóc địa chỉ giùm em chị Thảo Dương nha. Rồi xanh lá ok Thảo Dương nha, rồi có nha, hết thải hết xanh lá nha. Trời ơi, 160 à, đèo lắm. Cực kỳ bèo luôn á các chị yêu nha. Rồi bây giờ nha. Trên một cái này các chị yêu biết rồi, em nói hôm qua là em có báo rồi, nếu mà chị nào mà không tranh thủ chốt là hết hàng mà lúc đó muốn mua cũng không có. Tại vì mấy những cái hàng này á, đây để em coi này, giá đang bán là 500 đến 700 một cái sợi dây nịt, hàng da thịt nha. Hàng rất đẹp luôn. Và bây giờ các chị chốt trăm mấy trăm mấy ngàn thôi, chốt trong xã nha các chị. Cái này rồi các chị ghi dùng cho em là mã 1180. Mã 1180. Mã 1180 180 ngàn nha. Bây giờ em okay. Đi lên. Ok. Các Nguyễn có chọn thêm gì không? Chút Diệu lên đồ bộ rồi đó. Có gì mình chọn rồi tối em làm đơn gửi mai mấy chị nhận nha. Cái này có hồng nữa nha mấy chị yêu. Rồi, mã 1180 nha các chị yêu. Hàng da bao da xịn luôn nha. Chuyến cái này là đang bán trong shop là giá 500 đến 1 triệu tùy theo theo loại và còn ít nên
Nè giống như em có nói với các chị yêu á, là bên shop á mới sale, mà sale tại shop thì kỳ quá nên đưa vô sale. Ừ. Và vô sale cho các chị yêu với cái giá bán vậy đó. Rồi mã 1 nha. Không, mà không có nhiều đâu, bây giờ đem ra có ít à. Chị nào chốt đi mã 1 này 80 vô đúng mã nha các chị yêu. Trời ơi đẹp lắm. Cái này hàng làng da thịt nha. Chị mua cho ông xã về xài quá ok nè. Rồi cái này để vô coi cái giá bao nhiêu này. Có túi xách rồi nữa, à có túi có ví nam nữa với bóp cầm tay luôn. Rồi 150. 150 các chị. 150 nha, xanh 150. Có màu đen đó chị Lệ Thủy ơi, xanh 150. Cái đầu của nó là đầu này nha. Xanh 150. Xanh 150. Trời ơi. Đẹp tuyệt vời luôn. Rồi một con này khác nữa nè. Con này gọi con gì? Giá này chắc phải cao hơn này, nhìn đúng luôn. Cái này gấp đôi cái giá không? Giá lô giá kia luôn mà. Rồi 180 mã 3. Mã 3 180. Ừ. Mã 3 180 nha cả nhà. Mã 3 180. Không có nhiều đâu nên mấy chế vô chốt luôn nha. Áo dù đang mặc là 160 ngàn nha. 3180 chần chàng. Lấy hỏi chứ các bạn. Mấy hàng này mấy chị mà không bấm thì người khác cũng là chút mà hỏi. Tại vì hôm qua 3180 còn không? Không có sợi thôi anh. Mỗi vậy là cái này mỗi mẫu lẻ một sợi đó mấy chị ơi, mình tranh thủ mình bấm giùm em luôn nha. Quần giá 280 ngàn chị gái. Rồi mã 08 180. Có sợi thôi, không có nhiều đâu. Thôi mình mua cho. Cái này da thịt mà mấy chị yêu sợi gì mà ấy. Đẹp chứ quá trời đẹp luôn nè. Có hộp không vậy tận thầy không bà ơi. Không có hộp. Ra chỗ kêu chỗ gói quà chị Trần Trang người ta gói cho mình luôn. Cái hàng này nha, cái hiệu này nè. Thưa chị. Cái này ra chỗ quay cái gói quà mấy chỗ mà người ta gói quà để làm sinh nhật. Rồi, nữa. Mã 08 180. Trời ơi. Nó đẹp quá trời đẹp luôn đó chị. Cái này chồng chế nào trẻ trẻ xài mang đẹp luôn. Mã gì vậy? Mã 08. 08 cho Mai Võ 180. Chị Mai Võ mình lần sau chú ý ghi giá giùm em nha. Nhìn cái này đơn giản mà nó còn mắc hơn, mắc hơn hai cái lúc nãy luôn á. Mắc hơn mấy cái kia luôn á. Nhìn nó đơn giản mà nó mắc hơn nhiều luôn. Rồi 180. Mã nâu 180. Nâu 180. Dạ. Chị yêu ơi, giờ thì chị đợi em xíu chút em lên sau cho nha. Tại cái quần á thì tiền luôn. Mấy bạn chích vào trong kho cái lấy ra không được, nó nằm ở phía dưới á. Đồ nó che lên mà nói chung là ngăn trong ngăn ngoài á, giờ ngăn ngoài phải rời đi đó. Phải bán trước cái đã rồi mới vô được cái ngăn trong lấy được hàng ra. Nâu 180 chần chàng. Cái này là nó mắc tiền hơn cả cái mấy cái kia luôn đó. Nhìn đơn giản nhất mà mắc tiền. Có chỉ thế. Chị kéo cho có mở đang kéo chị à, xong em xong. Rồi. Trời ơi thiệt tình luôn. Rồi trắng các chị yêu chốt cho em 180 luôn nha. Trắng 180. Giờ mà khui ra em nói da thịt nha các chị yêu khỏi lo nha, hàng đẹp đẹp lắm. Rồi 180 trắng, cái đầu nó vậy nè, này là cái con tài trẻ. Rồi 180 trắng. Cái nâu lúc nãy có giống không ta? Có hai cái tựa tựa nhau này, cái này nó đầm với nhà cái khách vào thêm đi rồi ấy. Người toàn giá cao không à. Cái chế về nhìn đi nha. Cảm ơn người Hên Nguyễn nha. Toàn giá cao không à. Rồi cái tiếp luôn các chị. Nâu 180. Mấy cái này giá của nó là cả là 800 mấy ngàn một sợi đó các chị nha. Trời ơi em nói thiệt. Nó rẻ thì vậy thôi chứ. Dạ đúng rồi chị Lý Thủy Kiều ơi, thắt lưng nam. Nó không có nhiều đâu cái này. Nam có mấy cái à. Hôm qua là thiệt cái đám bánh ông sốt là cả trà ta
500 đến 1 triệu mấy một sợi mà, nhưng người ta lễ rồi cuối năm nó xả rồi vậy á, cái đưa mình mất sale này. Đâu 180 cho chị Nguyễn Kim Anh. Có này vậy? Nè cả nhà nhìn nè, cái đường nó trên lịch nó đẹp lắm. Cái này cái vô coi. Cái này thì đẹp mà nhưng giá nó rẻ hơn cái nâu. Giá rẻ hơn cái nâu. Rồi, cho chị ghi dùm cho em 150. 150. 150. 150. Này phải gói kỹ nha, kỹ người va lấy cái bông á. Em nói người tàu đi chứ không thôi. Lỡ trầy xước của cái dây nịt là uổng lắm á. Tại vì hàng này em mất tiền mà mình gói không kỹ là. Ôi giời. 150. Quánh lại ít luôn. Đen 150 anh Huyền. Mấy cái này giá cao nè mấy chị. Mấy cái này giá cao nè. Rồi vàng 180. Rồi. Anh không được thất bại kìa, wifi có giống chưa? Mấy chưa tìm. Wifi. Rồi vàng 180. Cùng wifi rồi. Vô đây nó chuyển này, Hương Phú phải không? Ừ. Hương Phú 2G phải không? Rồi vàng 180 các chị yêu nha. Vàng 180 mấy chị gái nha. Em trời, cái này mắc dữ vậy ta. Rồi các chị ghi tiếp luôn nha. Mã này ghi cho em là mã 180 không thôi. Cái này ghi 180 không thôi nha. Rồi 180. Mấy cái này là da thịt cả nhà nha. Cho cô đen cho chú đi con. Không, cái đen của khách rồi cô ơi. Cô còn thích đen hả? Rồi để con 180 chằng chang. Con tìm đen con đưa cho. Sọc này đẹp nè, sọc này trẻ, chị nào có con trai mua cho con trai hay là đi học có hay nó trẻ trung nè, cái da nó đẹp lắm mấy chị coi nè, có cái viền nè. Ơi, hết rồi. Sọc 180. Ủa nó đẹp lắm luôn á, mà cái này là hàng không có hề rẻ nha mấy chế. 180 hết, bây giờ còn sọc 180 mấy chị gái ơi. Sọc 180. Mấy chị mình tranh thủ bấm đi nha, lâu lâu mới có đợt sale vậy. Dạ, yên thí có chị. Sọc 180. Sọc 180 cho chị Huyền. À, chị Hà mua mấy cọng này cho con trai đi học được nè. Trời, cái này quá đẹp luôn nè. Này mắc tiền ghê lắm luôn á nha mấy chế. Sợi này mắc tiền lắm á. Rồi 180 tiếp. Ghi dùng cho em hai màu 180. Ở trong này màu hai màu 180. Này đẹp. Trẻ trung này. Này trẻ nha. Ở sau rồi màu vậy nè. 180. Hai màu. Trời, da đồ làm chắc chắn. Rồi. 180 chằng chang. Trời ơi mấy hàng này các chị cầm lên cái gì đó. Rồi Việt Nam nha các chị, cũng hàng da nha, cũng có hộp nha. Rồi các chị chốt cho Diệu. Chốt cho Diệu 180. À, tự nhiên ngồi đứng chi cho mệt nè. 180. Các chị yêu 180 nha. À, có nhiều người ta gom cho hết luôn rồi đó. Là bán có còn hay gì cũng cái mấy chị nào qua mình chưa chọn được thì hôm nay mình tranh thủ luôn nha. À, có chừng này đó chứ không có có nhiều để lựa chọn đó. Em cũng giống như các chị yêu vậy đó. Trời ơi, ủa nãy cho để cho chị chưa chưa thôi để vô để cái này đi.
nâu 180 chị Anna liền. Em đưa cho y chị cái túi em bỏ lên này, em xếp lên để cho chị bóc cho dễ đó. Nên nó làm hơi xa đó được. Cô thích màu đen hả? Mà cái này không phải màu đen nhưng cái này màu xanh nè. Cái này giá cũng cao lắm cả nhà nè. Cái này là khoảng tiền Việt là khoảng 7 mấy ngàn nè. Màu này nè. Rồi cả nhà ơi, chốt cho Diệu nha. Dây 180 luôn. Xanh 180. Màu này nè các chị yêu nha, 180. Alo chị em Lư, chọn vài sợi dây này cho em xả cho chị để dành xài, tại cái hàng này da đẹp lắm á. Rồi xanh 180. Chị Hiền qua đây luôn đi. Đưa qua đó. Ôi chị biết không, con sốt để sau đem qua không kịp quấn lại cho em luôn nè. Có cái quấn nó không, trời mắc dữ ta. Đơn giản thôi nha, thấy cái này đơn giản nhưng đẹp lắm. Rồi nâu 180. Nâu cũng được chú 62 tuổi. Cái này đen. Không phải đen đâu, xanh đó chị Mai Võ nha. Xanh nha. Ôi cô ơi, thôi cô chọn đi. Chứ con thấy cái này cái nào cũng đẹp nè. Cái này cũng đẹp nè. Này hay lấy cái này cho chú đi. Cái này sang này cô. Ha, cái màu này đẹp nè. Cô nha, giờ lấy cái này cho cô nha. Em bỏ riêng cái này đi. Cho cô lê cô hồng tao đi. Thôi chị em lưu được cái bóp chứ. Rồi xanh Yến Quyên Nguyễn, nâu cho Trần Trang. Xanh đâu? Xanh là cái này nè em. Nâu Yến Quyên Nguyễn, xanh Trần Trang. À quên, nâu là Trần Trang chứ. Đổi ngược lại. Cái máy bị gì vậy? Yến Hoài không ra. Rồi cô, nâu cô hồng cao trang. Luôn. Cô hồng cao. Cô hồng cao là cái gì? Xanh cho. Ủa hai màu có ai chốt nữa không? Còn nè em. Hai màu chưa chốt hả? Hai màu hồi nãy của mình rồi, Trần Trang rồi. Hai màu còn nha. Hai màu còn nha, cái này trẻ nha cả nhà. Cái này trẻ nha. Cái nào đâu? Ôi bên tiệm đưa qua luôn á chị. Nó nằm trong tiệm á mà đưa qua mà chưa kịp đóng gói gì luôn. Em nói còn bao nhiêu thôi đưa Diệu like luôn. Nó nói còn khoảng 50 cái là hết luôn á. Rồi hai màu chị nào lấy đi. Chị em tự đi giá giùm em nha. Thôi cái này đơn giản quá ta. Rồi xanh. Xanh các chị yêu. Xanh 180. Để Diệu coi cái giá. Xanh 180. Quá giá luôn. Cái này không thấy giá. À. Trời ơi. Nãy giờ like trúng cái này mắc nhất trong các cái kia. Mắc nhất luôn. Không tin luôn á. Nhìn nó đơn giản mà nó mắc nhất trong mấy đơn. Chị ơi, Diệu vô lên á, mình thích mẫu nào mình bấm nha, không có lựa dùng được á mấy chị. Nhiều khi lựa dùng biết các chị có ưng ý không á. Xanh 180. Trời ơi, Diệu nghĩ cái này là mắc nhất trong các cái. Cái vân của nó vậy nè. Xanh 180 Trần Trang. Nó mắc nhất trong các cái. Vô mấy nhà bà Trần Trang, ba ông con trai. Không đẹp mà. Rồi. Sọc nâu 180. Đẹp. Bấm mã sọc nâu giùm em nha. Cái này mẫu lẻ mấy chị ơi, mình thích mình tranh thủ mình bấm trước giùm em nha, tại vì có một cái vậy. Thôi dù. Cái da nó đẹp lắm, da thịt mà. Rồi sọc nâu 180. Đâu rồi túi? Ví được nói chung khoảng cỡ tổng cộng cả ví cả túi cả cá bóp cầm tay đồ vậy á, khoảng cỡ 150 cái á. Không có nhiều. Này gì đây? Kịch bịch gì mà kính dữ. Chắc cái này nằm trong kho. Nâu nó đẹp á. Bóp xin không cho được cặp. Để kiểm tra coi. Mã này hôm qua vừa bán 170 này. Có 2 cái nha. 170 này, có hai cái nha các chị yêu. 170. Rồi 170 có hai cái, dù nhớ là nó có hai cái.
chưa khui luôn á. Cái này chắc nằm trong kho chưa bẩn chưa chưng này hàng hàng. Lấy cái khóa dùm cho. Da dày hết rồi coi. Hồi nâu đẹp nè, đơn giản nè. Này là hình này hình sói không? Ví 170 băng chỉnh. Rồi nâu một nâu 180. Cái này còn một cái nha. Nâu 180. Nè chế nào lấy nâu này, nâu 180. Cái nào cũng khui vậy trời. Mất thời gian dữ à. Nhưng khui ra vậy nhìn nó hấp dẫn nè, trời ơi đẹp vậy á. Sang chết luôn á. Nâu 180 cho Hạnh Lê. Rồi các chị mã 2 180. Mã 2 180. Nâu 180 đi chị. Nâu 180. Hết nâu 180. Nâu 180 Hạnh Lê rồi mã 2. Cái nào lấy không? Thôi dịu đi. Không thiệt cái này nó đẹp. Em đó, bữa nay dịu lấy rồi mấy chị biết rồi, nó không còn về lần ba nữa đâu. Không còn chị đâu. Rồi 150 đen 150. Đen 150. Đen 150. Tại vì trăm mấy ngàn nó rẻ chứ đâu có mắc đâu. Mà ví 2180 cho Văn Trịnh. Gì? Có mấy cái. Chưa có cái để em coi còn không nha. Cái đó dịu lấy rồi. Từ từ đi mấy chị ơi. Mình chọn cái khác coi. Cho em cái đi, nãy giờ em chưa được cái nào. Ủa, nó đẹp quá vậy. 150 đen, 150 cái này các chị. Cái này thì theo dạng trẻ trẻ. Xinh rồi. Má 2 hết rồi các chị ơi. Xám. Xám, da đẹp lắm. Các chị có thể mở máy vậy lên rồi nó không xả vào trong túi luôn. Vì các anh xài á, các anh biết được là loài này nó như thế nào. Nói chung các anh quen rồi mới biết cái hiệu hay gì á, nhìn quá các anh xài sẽ hình dung dễ. Mà trăm mấy xài chơi nó thiệt á. Nó bèo lắm luôn á, nó bèo lắm. Rồi, xám 180. Xám 180. Xám 180 các chị yêu nha. Cái này ít chi mua cũng 380 dân chỉnh. 300 mấy ngàn. Giờ mình mua có trăm mấy ngàn à. Không có hề cao. Ở trong nhà xài ai thích xài mình để cho. Ui trời ơi. Cái này cái màu. Em khoái cái màu này lắm nha. Mềm kinh khủng luôn á. Rồi mã 4 180, mã 4. Mã 4 180, mềm cực kỳ luôn á các chị nha. Đẹp lắm. Vinh Trình có má 4180. Đã lắm. Cái này để má 4 riêng nè. Chắc má 4 sẽ có chị lấy nè. Không, ví cầm tay đẹp. À, ví ví đeo, à, ví, ví, ví nam đẹp, có ví cầm tay nữa đó. Có ví nữ luôn nha mấy chị. Mình nâu 180 cho Liên Nguyễn. Này nâu không vậy ta. Còn mấy cái đôi, mấy cái này đẹp quá. Là má 4 chị nói hả? Ờ, à, cái này đi nè. Mã 4 cho. Rồi mã 5 180. Mã 5. Ủa nâu 180 là phải mã này nè đúng không? Đúng. Chị đọc mã 4 rồi. Mã 4, mã 4, cái đó mã 4. Còn mã nâu là mã nào? Chưa, mã nâu cũng có. Nâu chưa? Rồi tự nhiên Liên Nguyễn. Chị Liên Nguyễn ơi, mã nâu là mã 4 đó phải không chị? Rồi mã 5 180. 180 các chị có thể mở like lên để các em cùng coi này, rồi em chọn cái túi nào mà mình thích á. Ở trong mấy ngàn đến túi á. Nhiều khi chị trước mà thư không phải đâu, chị Liên Nguyễn trước á. Rồi mã 5. Này ví cầm tay này, ví cái ví này. Mã 5 giùm em mấy chị gái ơi. Da hết á, thằng đẹp lắm. Biết giá bao nhiêu đây nữa trời ơi. Cái hiệu cùng với đồ nam luôn nha. Hiệu cùng với hiệu nam luôn nha. Coi đi. Hả? Coi giá. Thì coi giá bán chứ không biết. Chưa biết luôn. Không biết cho cái giá bao nhiêu luôn. Tại vì bán trong cửa hàng á. Không biết bán. Thì cho dù giá là sao thì mới biết. Cái chứ dù không biết nữa. Để hỏi cái đã.
Trời ơi. Mã 5 mến Trần nè. Nhưng em nghĩ rẻ thôi. Chắc cũng coi tin nhắn dùm em nha. Chắc em nghĩ cũng rẻ thôi. Cái này giống như cái hiệu giống như của giày với à, của này nè. Cùng một hiệu hết á. Cùng một hiệu hết á. Không, chị Vân chỉnh được hai cái nha, cái bí số 2 không có. Thôi. Chị Vân chỉnh được hai bí, bí số 2 kem, không có. Kem 180. Genic kem 180, trời ơi đẹp giả mang. Kem 180 cùng một hiệu này hết á các chị nha. À, giờ mình mua một cái. Dạ Genic còn á. Rồi các chị yêu chốt cho em diều nha. Chốt cho em diều. Này rồi 190.000. 190.000. Ui trời. Bao da đẹp luôn nha. Đúng da đẹp luôn á. 190. Giá nịt 180, cái này mắc hơn 10.000. Tùy mẫu ngắn dài nữa. Mã 4 chị bấm sau á. Đây này mã da 190 nè, à 180 nè. Da 180. Ví cầm tay các chị yêu ơi. 190 nha. Em lấy. Giờ mới nhìn ra giá tiền. Mới nhìn ra cái giá tiền. Thấy giá tiền cao tôi biết nó phải chết rồi. 190 lấy lại chị. Hết rồi, hiểu lấy rồi chứ rồi để vô mở hàng đi. Nó chế lấy cái khác đi. Cái này đẹp. Bây giờ mở hàng cái đó đi. Trời ơi, không nhìn ra. Nãy giờ không nhìn ra. Chị ơi, Malu ơi, hôm qua chị chỉ có dây nịch thôi, không có ví nha chị. Giờ tôi phải nhìn cái tem, tôi biết cái giá nó như thế nào. Trời ơi, kinh khủng hơn cái kia. Nó gấp 3 lần cái dây nịch á. Là ngang với giá nếu mà đổi ra tiền thẻ. Là coi, cái này gần 2 triệu á. Nói vậy để các chị biết rồi, chốt 200. Chưa làm đơn cô Lân lên. À 200. 200. Chị có gì cô coi đi rồi tối bên. Để vô lấy cái này mở hàng đi. Tất cả đều là một hiệu vậy nó nha các chị. Da nó đẹp lắm. Rồi 200 nha. 200 cho Nguyễn Kim Anh. Còn cái này. Nó gấp luôn á, gấp tất cả những cái ví nãy giờ á, nó 200 cho Hoa Thái. Rồi được Thái thôi. Cái này của chị giống không ta? À giống nè, giống về cho em lưu cái nè. Con chín nè. Trời ơi. Giả mang luôn mấy chị ơi. Có một cái ví nữ á. Không, cái này thiệt tình các chị cứ yên tâm mà chọn nha, nó mắc hơn dinh địch xa luôn á. Mà hơn có 10 ngàn là quá rẻ. Rồi 190 mã 2. Mã 2 190 luôn. Về mở trong ra các chị cứ kiểm tra chất da. Em bao luôn mà khỏi lo. Đẹp quá trời luôn á. Nó mà có 48 cái thôi. Mới ghi số lượng lại rồi. Có 48 cái. Cho mấy chị coi bên trong một cái. Cái hàng đúng hàng này. Ủa, nha. Mấy chị đựng thẻ ATM đồ thoải mái luôn nha. Cái này thì ngon lành luôn rồi. Hàng đẹp lắm. Mã 2. Mã 2 190. Ờ, cái này trẻ này đẹp nè. 2190 cho Hoài Nhơn. Hoài Nhơn kèm lại số điện thoại giùm em chị gái nha. Rồi với này tiếp. Hoài Nhơn kèm lại số điện thoại giùm em đi, em chốt nha chị gái. Các chị yêu ơi, hàng là nãy giờ là mình mua 3 loài, đều là một loài, một cái hiệu này không đây nha. Rồi 700. Cái này là giá khoảng 700, 500 mấy 700 rồi, các chị chốt cho em 180. Ok Hoài Như nha. Rồi dây 180. Dây 180. Dây 180 nha. Không da đẹp mà mấy chị khỏi lo nha. Để em đưa gần cho chị coi. Đâu có đâu. Hôm bữa hỏi mày không thấy ok nên đâu có đâu. Hôm bữa đặt có con cái mà không thấy chị ok nên bên em không có chốt luôn á chị gái ơi. Rồi 180.
quần nó to lắm chị ơi, cần mà nhưng to. Em Ma Lư. Nạch ơi Ma Lư. Không, cái mẫu nó trẻ mà nó sang gì đâu luôn á. Ui, thiệt tình luôn á mấy chứ ơi. Tuyệt vời. Con chỉnh thêm một cái ví nam. Rồi, nâu, nâu 180 luôn. Nâu 180. Rồi, cái này chui vô cắt khó đó Nguyệt ơi. Nâu 180 sao, lấy gì ạ? Mút, mút. Hình như mình có một bao mút rồi. Rồi, rồi. Rồi, rồi nâu 180 các chị. Này á Nguyệt, không. Để coi lại, con lấy khắp đẹp được. Rồi xanh, ai hộp gu màu xanh? Ai hộp gu màu xanh lấy màu xanh. Rồi 190 luôn. Ai hộp gu màu xanh lấy màu xanh 190. Dũng. Nó mắc hơn cái ví, em lấy cái này nữa. Trong này có giá, giá đổi giá tiền trúng á. Này cái da nha, da của nó da vậy nha. Nó 180 cho bánh dằn được. Ok có. Rồi xanh chị nào lấy ghi nha. Không giờ này hả chị? Ừ, xanh Trịnh Trang 190. Nó của mình là cho bánh dằn nha, xanh một. Xanh 190 Trần Trang. Này, cái da vậy nè các chị. Này là hôm qua là có một cái ví nam ai mua. Ai mua cái ví nam này rồi lấy cái ví nữ nữa nè, để về cùng một bồ nè. Nhìn nhìn các chị nhìn cái bánh à, nhìn nhìn cái da nó vậy nha. Cái này hôm qua gọi da gì ta, quên rồi. Cô Mai vừa nói mình quên rồi. Rồi các chị. Nhìn như cũ nha. Cái da nó là da gì nha. Nó hơn đến 75 kg lần chị Hồng Thịnh mà không được đâu nha, rộng lắm. Cái chị phải quay mặt rộng mới được. Rồi 190. 190 hôm qua có cái một cái ví nam, chị nào có lấy một cái ví nam rồi nè. Cái này là đi theo cặp được nè. Da đẹp quá trời đẹp. Này gọi là cái gì ta quên, em quên mất tiêu cái từ gọi. Lộn. Không phải lộn, cái 190 Trần Thạnh Trang. Cái em bỏ bao vào nha, không tôi nó vô đồ là không biết đường mà cứu được đâu á. Chưa ra lộn, em nói rồi, bà nó không phải bà ơi. Không phải, em ơi, cái lộn cái từ da, da nó là da, da. Hôm qua chị lấy hả? Không biết nè, em ơi, nhớ có một cái ví nam. Nó đặc biệt lắm, giờ có một cái thêm cái này là nữ nam gì cũng được luôn nè. Nhìn nó to nên dễ, cũng dễ xài, nhưng giống nữ nhiều hơn. Rồi các chị, chốt nha. Rồi 190. 190 tiếp tục. To lắm chị ơi, chị coi lại cái video đó đi. Chị Hồng Trịnh, cái video còn đó. 190. Em nói mong đến 130 vẫn vô, nhưng quan trọng phải mặt rồng được, chứ mặt rồng không được là không nên lấy. Mong đến 130. 190 cho Trần Kim Hạnh. Cái này các chị mua có rẻ lắm mà chờ sale cũng phải 300 mấy ngàn, 400 ngàn. Không. So với cái giá của người ta sale rồi á. Không có chị Viên Ngô ơi. Màu đẹp nè. Màu đẹp này mấy chế. Rồi ghi mã. Mã 10-190. Màu vậy nè. Mã 10-190. Mã 10-190. Dạ, tại vì giờ là em không có like quần nó được. Em đang like cái này là qua nó lộn xộn, mà em cũng không có thử được á. Chị cứ coi cái đó là chị nghiên cứu đi, nó to lắm. Tại do em bán trong mấy ngàn, em có hôm qua em nhiều khi nhiều khách mới mà chốt là em không dám chốt luôn mà. Này 1990 má nhìn nó bị lỗ giờ trời. Má là cái kiểu nó về. Má này chị đọc má số 10 phải không? À. Má 10 1990 cho Cúc Ngọc. Rồi 1990 vậy nha các chị. Vậy nha. Rồi 1990 180 180 ngàn. Năm 1990 nè. Sói này, ba con sói này. Cái này chị mua giảm giá nó cũng có. Trời đẹp quá. Rồi xám 180 lộn. Xám 180.
xám 180. Nãy giờ vừa được mấy cái rồi ta? 180 cho chị Thu Hoài. 180 xám hơn 180 mã 1990 nha mấy chị. Không, cái này nè. Xám. Còn cái này 180 nữa rồi. Chị Thu Hoài chốt cái màu xám không trời chị? Trời ơi đẹp quá Thu ơi. Cái này màu nâu nè, chị Dân Chỉnh có lấy không? Rồi nâu 180. Đưa đây chốt cho Dân Chỉnh đi chị. Hả? Dân Chỉnh đó. Bên tiền nè. Nãy xám hết rồi, Dân Chỉnh lấy cái nâu này nha. Em chốt rồi á. Hồi nãy chị bấm mã 2 mà không có vô, bù lại mã này á. Còn mà mã 2 chị lấy rồi. Cái này nè, nãy còn có ai chốt không? Nãy mã này mã gì, mã 10 phải không? Mã 10 hay mã xám? À mã xám. Mã xám chị nào lấy bỏ thêm nè. Mã xám Liên Nguyễn. Rồi mã xám cho Liên Nguyễn luôn nè. 180. Trời ơi đẹp quá vậy. Hết nâu rồi mấy chị ơi. Ôi đẹp lắm mấy chị ơi. Da nó tuyệt vời luôn á. Rồi ghi giùm cho em. Ghi 180 thôi. 180 thôi. Cái này nó chữ chữ về nè. Thầy chị bán hồi nãy 18 hay 19? 18 đi. Rồi ghi mã 18 thôi cho nó nhanh. 180 Thu Hoài. Thế còn có cái nào không bỏ tiếp cho các chị. Tuyệt càng lên càng đẹp là sao mấy chị? Em có thời gian lừa luôn á. Mới về cái nãy á. Hồi nãy chị Kim Hạnh có đường cái phía nam hay gì á chị. Rồi mã 20, 180. Mã 20. Không biết nữa, hồi nãy chị Kim Hạnh đường cái mà em không nhớ phía nam hay phía nữ. Mã 20, 180. Chuột chuột nói trước hả? Nhiều khi máy á chị yêu. Mã 20, 180 Thu Hoài. Cái này mất cái tem rồi mấy chế ơi, biết rớt cái tem đâu rồi. Không canh được cái giá của nó. Cái này là da thịt nha, băng sỏi hết đó. Đó. Rồi, chế nào chốt 150. 150. Lớp đâu biết giá tiền đâu, không canh được cái giá tiền. 150. Nịch 150. Nịch 150. 150 Thu Hoài. Mấy cái này các chị cứ tự tin mà chốt cho ông xã nha. Mã 20 là mã về nói lại về ví hay là túi gì chị? Rồi 180, mã 180. Thắt lưng 180 này, rồi tiếp theo mà. Chị đọc cái mã đi, mẫu 50 nãy giờ lên gọi em. 150 có một cái đó chứ nhiêu? Cái đó nhiêu? Cái này 180 mà em. 150 hết rồi mấy chị ơi. 150 có một cái à. Đúng rồi chị Vân, chị Liên Nguyễn được hai cái nha, hai cái ví á. 150 có được một cái à. 180 giùm em đi mấy chị gái ơi. Rồi 180. 180 cho Hải Âu Nguyễn. Cái nào không phải chút chị bỏ ra cho cũng được chị yêu. Em ví nam hả? Nói cái mẫu 20 là mẫu nào? Em lấy cho chị thêm ví không? Không, chị Trần Kim Hạnh được một cái 190 thôi nha. Không biết cái 190 là của nam hay nữ. Rồi. Quảng cáo cho tới luôn. Cái mẫu này đó, thôi lấy mẫu khác đi. Thì Thư bắt cái mẫu nào gần có Thư đi. Cái này là em đang xài này các chị. Mình đo nhiệt độ luôn là không nói rồi phải không? Cái này là lớp da ở ngoài nha. Hàng này nè. Cái đó của chị luôn á, cái bên em luôn á. Chị đang xài màu này. Cái này là hàng phun hộp và có giấy tờ có. Có chị Hải Âu ơi. Có giấy tờ luôn nha các chị, có hóa đơn rồi luôn. Hàng nó có trên thị trường thì nói chung là nhiều giá lắm, nhưng cách đây 4 5 tháng này là có một số em nói thiệt, các chị tin không, nó nói hàng sách à, hàng mang từ nước ngoài về, hàng sách, hàng đồ giống như là cái túi mà các chị hay mua đồ giá cả 700-800 rồi, nó bán lúc đó nó bán được 800 ngàn cái này luôn á, xong rồi hà xuống bán được bán giá là 400 mấy ngàn này, giấy tờ của nó vậy nè chị ơi, chị bây giờ các chị chốt đồng giá cho em nha.
Đây, cái này chị có chị làm quà cũng được nè, cho con xài cũng được. Và nói thiệt luôn, em á, giờ là em sẽ dự định là em giữ lại khoảng 20 cái để làm chi. Khi nào mà con em mà giống như trong lớp có bạn nào sinh nhật hay gì á, là em cho con em làm quà tặng. Tại vì giá nó rất rẻ mà đúng là có xài được, có lợi luôn. Cái này các chị yêu yên tâm mà chốt nha. Tại vì hàng này mà lúc đầu mà giá là có người bán được 800 ngàn rồi đó. Còn bây giờ là em dự, chứ bắt nó bán đồng giá là 150 ngàn thôi. Em đồ nhựa em đổi qua hết mấy đồ này xài cho đỡ vì bệnh bỏ tủ lạnh tủ đồ á. Quần đen hết. Dạ, quần đen, hiện tại quần đen dù hết rồi. Nó có vậy luôn, nói chung là giấy tờ hóa đơn đầy đủ nha các chị yêu. Hàng là nằm đầy đủ cho chị rồi, chốt 150 ngàn. Rồi ghi dùm cho em là cái này gọi là mã 1 đi thưa. Rồi mã 1, 150 nha các chị. Có, trên này là có cảm ứng để đo nhiệt độ đó. Rồi 150, nói chung là em sẽ bán đồng giá. Các chị ghi mã đi, vì cái này nó đến 20-30 mã. Mà có hình rất là dễ thương, có nhiều hình dễ thương lắm. Dù cách đây, dù nó đâu cách đây 4 tháng là lúc đó dù tính muốn bán cái này nè, dù muốn mua xài luôn, muốn bán mà thấy nó quảng cáo dữ quá, nói hàng với nhập bên kia về rồi kia quán qua hay lên hải với qua hải quan rồi cái giấy tờ rồi chứng nhận nó tới luôn à. Mà em nói thiệt, giá cao em nhập, em mới chờ hàng em mới nhập, và bây giờ em bán được cho các chị giá 150. Ai muốn biết luôn lên Shopee, các chị search nó đang cũng vẫn đang có bán và giảm giá còn 250 ngàn, các chị vẫn mua rẻ hơn cả 100 ngàn một cái. Quan trọng các chị biết không, trong tủ lạnh các chị để chục bình luôn cũng không sao, hết chai này lấy chai khác, bỏ chai nhựa dục hết, chai nhựa bình mà. Em bây giờ là nói chung cũng vì lý do là em đã dục những cái chai nhựa của nhà em phải xài qua chai này. Chai này chỉ có nửa lít thôi nha các chị, đừng tưởng tượng nó một lít nhiều nha. Cái này con đi học các chị, trời ơi em nói xài đã lắm. Cái này nó da ở ngoài cầm rất là êm. Bích Nguyễn 150. Em bán một giá bình thôi, em chỉ bán một giá thôi. Ngát Nguyễn một bình, tại em nhập đồng giá mà. Coi bao nhiêu cái nha. Hai bình. Ơi cái mẫu này hả? Có bao nhiêu cái nhìn cho đã đi. Nó có nhiều hình lắm. Em về là tổng cộng là gần 1.000 bình. Nhưng á, với là những cái hình khác nhau, những cái hình khác nhau các chị nha. Hứa chắc chắn luôn các chị. Cái này mà chị nào mà từng coi like, mà thường xuyên coi like em sẽ gặp. Và có đến 20 hình luôn các chị Tiên. Em Alo lấy hai bình khác nhau nha chị gái. Em Alo vừa cho hai bình khác nhau nha. Cho chị ấy nha. Rồi vừa đưa hình cho các chị cho. Ôi em muốn miễn bán được 800 ngàn, em kinh khủng luôn em nói. Em tức chứ bộ, tại vì mình cũng buôn bán mà cái gì. Em chờ xe ông về em bán cho chị 150 ngàn. Bán vậy đó. Ok chị Tiên cũng được chị. Cái này nhiều lắm. Nó em đến 1.000 bình mà các chị muốn mua bao nhiêu cũng có. Nhưng em like để cho các chị chọn cái hình thôi, với đừng có đổi bình nha, đừng có đổi cái hình. Tại nhiều khi á em đã soạn sẵn rồi á, đổi lại nó luồn xồn. Với lại có mẫu chỉ có được 3 cái, có mẫu có đến 20 cái, có mẫu có đến 50 cái, mà có mẫu chỉ có 1 cái hoặc 2 cái. Nên gặp chúng ai cái mình đổi á, em muốn có hàng để bù lại thôi chứ không có gì cả. Không mà đợt này thì cái hàng này thì là em nói em phải để là 20 cái mình nhiều, em cứ để trong tủ khi nào con em sinh nhật trong lớp mà. Trời ơi bây giờ bạn bè mời nhiều rồi con. Tặng quà đi con. Ngon lành gần đào luôn, không vấn đề. Nhưng là thiết thực, xài được, không có đồ lung tung. Cái này là thật tự tin luôn. Em giống như ai nói mà dịp mà khẩu trang với nước rửa tay em mua từ Tết đến giờ em vẫn còn xài. Đúng xài bây giờ vẫn đến chắc hết năm nay em là em xài hết. Ê luôn ơi, không có phải đi mua lắc nhắc nữa. Chị Nguyễn Trung Dương nè, hai bình là em lấy hai bình khác nhau nha. Rồi bỏ nha, rồi xong. Tới Nguyễn Trung Dương là hết nha. Nó có nhiệt độ như cái này em đang nhiệt độ của em là em đang để là 18 độ này, em đang uống lạnh là 18 độ, bấm lên là mình biết, mình cũng đo được. Cái này nó có loại 50 ngàn cũng có các chị. Em nói thiệt có luôn nha, không phải là em quảng cáo là đồ này chị là giá cao đâu. Em nói bao nhiêu cũng có mà, nhưng quan trọng là cái hàng như thế nào. Xài đi, các chị cứ bỏ trong tủ lạnh, nó để cho chục bình vậy á, con thích uống, cứ lấy uống thôi. Thay bằng chai nhựa đi các chị, thay mấy cái chai nhựa đi. Mà cái này xài em mới được giờ 5 năm, 7 năm sau giờ nó cũ cái da chán quá em mới dục thôi. Chứ hư thì hư đâu. Nhưng được cái an toàn cho sức khỏe cái đã. Mình cảm nhận cái an toàn đó. Còn với lại nó cũng có cái thẩm mỹ, nó cũng modern, nó cũng đẹp. Rồi qua một cái mẫu tiếp theo này các chị yêu. Nói em nói, ui giấy tờ nha, đầy đủ cho các chị ở trong có sao là ngoài. Em
chị nào nhìn là cũng đầy đủ tem mặt về hết á. Rồi không, chờ đến mã 2. Rồi mã 2 bình 2 màu cho chị Kim Vân. Rồi mã 2 đẹp quá các chị. Đây, những bạn nào mà bạn gái này, mua cho con gái nha, con gái đi học này, thích trẻ trẻ nè. Cái da này có nhiều cái loại nha các chị. Có loại nó tuột, cái da tuột nha, cái này là không nha, yên tâm nha các chị. Chị mến chào mã 1 em hết rồi nha, mình chọn qua mã khác giùm em nha. Rồi lên mã 2 các chị, mã 2. Này. Mấy chị nào mình chọn mã 1 quá mình đổi lại mã 2 giùm em nha. Trên này là có nhiệt đường. Rồi, còn mấy chị nào còn không mấy thì bên em tự lựa luôn cũng được nha. Nó có nhiều hình lắm. Ok, viên chương 3 cái em tự lựa màu nè. Chị nào muốn tự lựa màu thì em lựa cho, 3 màu 3 cái. Nó cũng dễ xài. Mã 2 Tiên Nguyễn Trần 2 cái, mã 2 Mộng Thùy. Không, nói chung bán á thì phải có lời, nhưng mà em lời thì cũng lời hạn chế chứ không phải mà mình lời mà kiểu như hai là dữ dằn đâu. Vì khi mà nhập về số lượng lớn như vậy là em sẽ không có bán với cái giá mà cao được, em phải bán giá thấp để em đi cả ngàn cái trong vòng ngày 2 ngày. 50, em phải bán như vậy á. Chị gì đây? Chị bỏ chạy mất dép, lấy mã mấy đây chị gái ơi? Ok, màu tối. Ok, chị gái Duyên Chuông. Rồi mã 2 có nhiều không em? Mã 2 có chị màu này sáng đẹp nè. Cái này á là xài là khỏi lo luôn á. Cái này thì có giống như cái chị pha gì rồi vậy, muốn lọc ra rồi vậy cũng được nè. Xài mấy cái này an toàn mà mua cho cháu cho đồ á. Thêm một bình màu khác. Ok chị. Em là em dự định đó, em để trong em phải để là 20 bình con sinh nhật hay là quà tặng đến dịp mà cần á, lôi ra rồi làm quà xong khỏi phải suy nghĩ là mình cũng đi mua quà gì, mà cái giá tiền nó vừa túi tiền mình nhưng là cái chất lượng nó thiết thực luôn, nó xài được, mà cái này để hoài không bao giờ sợ hư. Tem hộp đầy đủ, trời ơi, đưa lên cái này cái các chị biết rồi, cái giá trị của nó khác liền chứ không phải hàng tào lao đâu này. Giấu đóng đồ gì tùm lum hết á. Canh sale thì có thôi chứ. Một bình màu tối cho Hoài Dương. Ừ. Không có hết các chị. Mã 1 hết rồi, chị bỏ chạy mất dép ơi, lấy là mã khác giùm em chị gái ơi. Mấy chị chốt cái này đi, em thấy nó hay nè. Nhà cũng còn 2-3 bình để trong cho con xài uống nước đó, đi chơi đi dọc thể dục thế rồi, dục là nửa lít thôi chứ cũng không nhiều. Nhiều khi mình muốn đựng nước ngọt cái gì cho con mang theo á. Các chị cái túi nó cũng đẹp. Mà bình thường á các chị để ý nha, khi bỏ lệnh á các chị thấy dưới này nó thấm ra cái nước phải không, các chị để ý á, nếu mà mấy cái chai nhựa mấy cái chai khác á các chị phải bình thường em hay lót cái khăn về này, em nói thiệt luôn các chị nha, cái này không hề luôn, nãy giờ em bỏ từ mà nhiệt độ lại đang 18 độ này, đang 18 độ không một cái nước hay gì hết, không ướt cái da này, giống như nó hay lắm. Em cũng không hiểu sao nhưng cái cảm nhận là mình không phải bị phiền là phải đi lau cái bình, cái đế bình. Bình thường em uống á, các chị để ý đó, em hay phải lau rồi hứng dưới này cái nước nó nhỏ. Còn qua cái này là khỏi một cái gì hết. Xài sướng lắm, mà cái này là lớp ngoài lớp da nha. Ok. Đi màu này chọn xong hết chưa? Má 2 chọn chưa? Rồi má 2 em. Em quẹt lên cái nào chị đây này. Chị mà like rồi chị để số 2 bên đây về nha. Rồi, đây là mã 2 để chút em. Mã 3 chưa có. Rồi, giờ em đưa tiếp mã luôn đi để chị like cho. Không, đợt này á dù thấy cuối năm á 150.000. 150.000 thôi. Nè em bỏ vào này. Chị khui một cái thôi chứ chị cũng không khui nhiều. Cái dây mã rồi. Khoan để cho ánh sáng lên nè. Trời, âm thanh có mà thiếu ánh sáng là không được. Hôm nay dù cũng lấy áo tình yêu ơi. Ba màu tối, ok. Nguyễn Nguyễn nè, chị Nguyễn Nguyễn lấy luôn cái quần không? Trời, cái quần này là tình yêu. Nguyễn Nguyễn có lấy quần màu kem cho em tắm thì nhắn em luôn nha. Tại vì gần hết rồi chị ơi. Cần chưa? Thiệt luôn cả nhà nha, tình yêu nha. Ồ, rẻ bèo có 100,000, suy nghĩ gì lắm. Quách lần chục cái để trong tủ. Chị Kim Anh, mã 3 là cần... nào? Đấy, mã 3 nè. Bấm trước nãy giờ luôn á, chị chưa lên mà. Rồi, mã 3. Được chị, cái này là bình cái nóc mà. Ok, mã 3 Nguyễn Kim Mai. Lành nóng bình thường mà các chị pha đồ gì chả được. Bình 150 quá rẻ mấy chị gái ơi, mình em nói các chị nha. Không, chỉ có cái trên này đo nhiệt độ là mình cảm nhận rồi. Còn xung quanh là các chị không cảm nhận được cái đồ nóng của nó hay là lạnh đâu. Nó không có kiểu mà rỉ nước ra đồ vậy đâu nha. Vô tư mà xài, bỏ túi bỏ đồ không sợ ướt đâu. Em tại vì em xài em mới cảm nhận sao em mới bán lại cho các chị như vậy và em sẽ bán như vậy. Rồi mã 3 bao nhiêu cái ghi luôn các chị, mã 3 nhiều không em?
Ôi nhà em nói một nhà 5 cái 7 cái bỏ ống túi đi, à bỏ ống tủ đi, khỏi lo về cái chuyện mà khi nào xài hết. Đến lúc cần là lấy ra xài à, đến lúc mà muốn tặng quà cho con, sinh nhật cho con, à, bạn bè của con á, các chị chưa nghĩ mua cái gì mà nó okay. Thật luôn. Nhưng nhiều khi em á, bà cho Bích Nguyễn. Em bận việc á, em đâu có thời gian đi mua đồ cho con liền đâu, con mới nói mẹ ơi sinh nhật bạn hôm nay mẹ chuẩn bị quà cho con gì chị chưa, không biết chuẩn bị gì. Rồi đi ra nhà có cái gì mà à em đồ chơi thì nói chung cái vấn đề không nói, nhưng mà rồi cái này phải không, rồi bóc lên tặng, khỏi cần gói rồi viết, nó có đầy, có hộp, có đồ đầy đủ, mà có mi lông đồ ngoài là bao kín hết trơn. Trời ơi, mở ra như vậy cứ lấy gì cũng thương. Em nói các chị mấy năm sau các chị vẫn xài bình thường, nó không vấn đề. Mà cái hàng này thì hàng này là hàng, nếu mà túi sách là các chị biết, như thường mà có mấy cái này là túi sách là 500-700, mà khi mà chưa giảm giá là có cả triệu còn bán được. Là những cái hàng có giấy tờ như thế này á, là túi sách nha. Thì qua bình đường nước là lúc đó là em đã thấy có số bán 800 ngàn. Mà lúc chị đó chị sách, Lan Phương ơi, mình thêm số điện thoại giùm em, mã ba cho Bích Hồng nữa. Có giấy, có của Hải Quan đóng dấu mộc đồ này, cái em thực tình á, thì cái này là đúng là cái hàng nó đẹp thiệt, nó xịn thiệt. Nhưng là cái lúc mới ra cái giá nó mới cao thôi, còn bây giờ nó đại trà rồi, làm gì giá cao nữa. Mã ba cho Hải Âu, mã hai bỏ chạy mất dép, mã ba cho Hồng Bất Đặng. Chị Lan Phương ơi, hồi nãy em mới chốt đơn chị á, anh sếp lại lấy đi rồi nha. Cái bình này có gì em để lại, mai em chốt đơn. Em bao cho các chị nha, bỏ có lệnh cỡ nào cũng không có có giỏ nước mà giọt 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 mà đi mà phải lâu lâu đâu. Ok, Nhân Tâm Chỉnh. Khỏi lo. Nhân Chỉnh bỏ mã 2 nè, lấy mã 3 và một bình nữa màu tối. Có hình chuột hình đồ nhiều lắm. Rồi tiếp nha. Rồi mã 3 ai chốt nữa không? Lan Phương ơi, thêm số điện thoại giùm em để em chốt đơn chị Lan Phương ơi. Đúng rồi, có mua áo rồi mà chị mua bên trên kia, thêm lại số điện thoại giùm em trang này đi chị gái ơi. Em đưa tiếp mã đi, cái màu xinh xinh đẹp quá em. Cái này mã 3 phải không? Ừ, để ghi lên để cho mấy bạn biết mà lỡ mấy chị cái tròn này. Trời ơi, cưng chưa? Đó, cái này đúng trẻ trung cho con gái nè, cho con gái có các chị vô được nè. Con trai cho mấy màu đậm đậm, con gái cho mấy màu sáng sáng, à, bánh bèo chút cho nó dễ thương. Đó, giờ mà hồi tặng nguyên hộp quà vậy, thấy thì thấy gì mà cũng đẹp lắm các chị không? Nhiều khi các chị nghĩ đi, làm em nói tặng quà cho cô giáo cũng được nha, hay là quà cuối năm là dịp gì mà lễ không có, lễ có dữ dằn lắm, các chị tặng mấy cái này cũng dễ thương, đâu vấn đề đâu. Mình cứ để trong tủ đồ đi, có sẽ có lúc xài đấy. Rồi mã này là mã cái ghi dùng cho em, mã 4 chuột nha, chuột đẹp ghê chưa? Ok Lan Phương. Hộp màu xanh 150.000 một giá. Trời ơi, chị tin em, để em bán được cho các chị ơi. Cái giá này là em đã nhập về một cả ngàn cái em mới bán được giá này cho các chị. Còn mà nó có mấy cái không bao giờ mà được cái giá này đâu. Em nói các chị mua 20 cái để dành mà lỡ nhiều khi cần dùng đến á, em mới cho cháu vô chắc cứ trời ơi, đứa nào tới nhà chơi nhiều khi các chị nói nó muốn mang cái nước về gì chị em rồi tới nhà, ồ giờ không có cái bình gì đựng. Em nói thiệt, trường hợp luôn nha, nhiều trường hợp mẹ bỉm sữa luôn nè, mang đồ ăn cho con thôi nha, mang cháo thôi á, em mới đi kiếm mấy cái bình nha, mấy cái bình giữ nhiệt á, cái này cũng là cũng xài bình thường. Quan trọng là mình mã xài thôi, muốn xài sao cũng được hết á, nó dễ lắm. Mã 4 Nguyễn Kim Anh. Ừ, cân nha. Ngoài cái hộp màu xanh. Mã 4 có 10 chị. Ừ, trời ơi, dễ thương quá trời mà. Có không có. Ghi cái mã lên đó giùm em chị ơi. Không có nặng cái gì mà nhá, xài đã lắm mà nhá, có nửa lít thôi nha, đừng tưởng tượng đừng được nhiều nha, không có đòi gì ơi, cái này mà đừng thêm nữa không, nó tiếp mã luôn đi em. Ồ còn dây nịt nữa, còn quá trời luôn mấy chế ơi, chuyến này không em đưa cái màu khác một chút đi, có màu trắng. Hồi nãy là màu gì rồi? Mã 4 mà, nhưng ý là hai cái hình màu trắng đi cho nó lên. Trời ơi đúng rồi nè, cái màu đỏ này đẹp nè. Em là em nói thiệt, em à, để trong nhà em để vậy đó, năm này năm sau em xài cũng chẳng có ảnh hưởng gì cả. Cái này mình xài cả đời mà, uống nước mình uống cả đời chứ đâu phải uống một hai ngày không, nó làm đẹp. Và hôm nay hứng này, hôm nay hứng mới làm mà hôm sau không cần đâu. Còn uống nước là ngày nào cũng dùng tới. Đưa hộp kia qua đi, mở 4. Em nói ngày nào cũng dùng tới, đặc biệt những chị mà đi làm công sở, làm ở chỗ làm, có chị để đó một cái bình, không cần phải xách đi xách về đỡ mất công.
chơi mã la là mã nào vậy chị? Mã ba như hết hàng rồi mà phải không? Ờ đây nè, mã ba đây nè. Rồi mã năm đi, đẹp quá trời. Em có trả lời rồi đó chị, quần nó tới 75kg lận 180.000 mà hình như bây giờ là hết rồi. Nãy giờ hai chị chốt rồi. Ừ. Hình như còn được một em á chị, chị không bút đặng nha. Mã năm đi các chị yêu ơi. Mã năm Dung Ngọc, mã năm chị nha. Không, đi đi làm việc cái đồ các chị cứ ở trong trong cái này là ngoài này lớp da các chị nha. Hình như cái này nó nói chung em biết nhưng biết nó làm sao nhưng em thấy nó hay ở chỗ là em ưng là em bỏ nước là nó không có vỏ nữa, nó cũng giọt giọt mà không có thấm ra xung quanh, em phải đỡ hứng đỡ bỏ một cái khăn khô để đi chùi nước là em thấy em thích cái đó đầu tiên, mặc dù mình đang uống nước lạnh mà có 18 độ tới đó đó mà nó khô rang à không có, nó sướng là cái đó đầu tiên cái đó. Còn cái đồ giữ nhiệt hay gì nói chung đừng nắng nóng lạnh được hết nha. Không có quần đen chị ơi, với là cái inox thì bảo vệ sức khỏe hơn đó chị. Xài cái đạn quần đen không coi em hết trên like nha. Xài cái inox nó cũng vẫn còn hơn đồ nhựa xa. Giờ cái bình nhựa các chị mua cũng 20-30 mấy ngàn hình rồi. Nhưng mà xài một thời gian cỡ tháng 2 tháng là bắt đầu nó xuống, cái nhựa nó bắt đầu đó. Các chị phải đổi. Còn cái này xài hoài xài mãi luôn. Nhưng là nó vừa đẹp thẩm mỹ mà lại vừa sức khỏe cho mình nữa. Chị mới mua 180 đúng rồi, đang bây giờ đang sale đó chị. 180 là trên like là 180 150 rồi, vậy là đang rẻ đó các chị yêu nè. Chuyến này là vì em nhập là sẽ có người khác nhập nữa chứ không phải một mình em đâu. Nó số lượng ngoài thị trường là nó sẽ khoảng 5.000 cái á, là giá sale các chị nha, là em có 1.000 thì còn 4.000 kia là của những trang khác, nhưng em biết người ta bán bao nhiêu, em thì em sẽ kinh theo cái giá của em là 150.000. Còn cái này các chị lên web, lên Lazada hay là Shopee mua thì đang có giá là 280.000 giảm giá rồi. Còn mà cách đây 4 tháng là 800.000, 400.000, 500.000 nó đủ bán đủ giá luôn nha. Nó không phải một giá duy nhất đâu. Bây giờ nó giống như sau cái thời gian mà nó bảo hòa với cái giá này rồi là bắt đầu nó hà đi, nó xả kho được, vậy số lượng còn bao nhiêu là đó. Giờ thằng không biết về bán vậy đó. Chết ngon luôn. Này mã năm nè. Bà riêng đi, rồi đưa tiếp cho chị. Mã ba nhận quá trời, giờ nói với mấy chị mã ba hết rồi, chắc nguyên chồng tưởng đâu vậy. Rồi mã, những chị nào không có mã ba đưa chị đọc lại. Trời ơi, dữ vậy? Cái gì kỳ quá vậy? Không, vừa em. Trời ơi, mã ba đến 10 mấy 20 chị luôn. Ôi, 20 bình, chuyển luôn. Nguyễn Kim Anh mã ba, Mộng Thùy mã ba, Bích Nguyễn mã ba, Liên Ngọc mã ba, Dung Ngọc mã ba, Tiên Nguyễn Trình mã ba, rồi 2, 4, 6 chị, trước tiên là 6 chị là em xin lỗi nha. Cái mã ba bé Thư nhìn nhầm. Cái chị có thể mã ba bỏ nha, là trong những chị bỏ đổi lại dùm em với. Rồi em đưa mã tiếp luôn đi. Con trai chọn màu đầm cho nó thôi, cho nó xài. Rồi các chị yêu. Rồi cho nên tiếp tục luôn nha. Vừa bé Thư đang xoàm tiếp những cái mã bình kia thì em sẽ chuyển qua lại tiếp trên này hàng sách luôn nha, tức quên hàng này hàng da thiệt nha, đang bán trong shop luôn này, đang bán trong tiệm này. Rồi cái này các chị chốt cho em 180 tiếp tục nha, 180 da ban sói, da dây bóp ví, tất cả đều là một cái hiệu đó. Cái này nó đẹp ở chỗ là phần ở giữa là nó có cái hai màu á, thân của nó là màu đen, còn ở giữa là ở giữa có một dàn khác. Rồi 180, dây 180 chế nào chốt ghi dùng nha em nha. Dây 180. Dây 180. Đen nịt. Đen nịt người ta bán tám 180 mà ghi tâm bên chín. Ok. Cho em đưa bao đi chị, từ bỏ cho chị biết bao mới đi. Lấy bao mới, hàng bao mới này nè, để chị một sắp chị từ bỏ cho nó vậy. Có bắt nam nhiều lắm. Rõ ràng hồi vừa mới cũng chụp hình làm thôi chứ đâu nó mất. Không, chị giờ chị không có xé keo. Cái vấn đề là chị sẽ không xé keo, mới đưa gì mà tiết kiệm nữa đi. Cái máy này thì sao rồi, đợi em xíu nha các chị. 150 dân chỉnh phải không? 180 em. Sửa
có phía nam luôn nha các chị yêu, đợi xíu em lên cho. Rồi cái này nè chị nào chốt mã cho em nha, mã 66180 luôn, mã 66180 có phía nam luôn, đợi em xíu em lên luôn cho. Còn mà nó khoảng 150 cái mà nãy giờ em like từ từ, 180 nâu mà 66180 chị Tùng Dương nè, Tùng Dương nha, Tùng Dương ghi giá tiền dùng nhiều luôn á chứ. Ồ linh hồn tôi sao đây, cái máy này nó bị sao rồi, chưa tới cái mã gì rồi nè, 66 này nè, mã 66 chị Nguyễn Trùng Dương 108. Cho em chỉnh lại cái máy đó, em in đơn không được. Chị lên đi mình rồi chị bỏ. Chưa kịp về ấy luôn, hàng đang sói này, coi cái này dắt tiền coi. Rồi 150, cái này nhìn đẹp mà nó rẻ hơn cái kia. Rồi 150 sale rồi đó các chị nha. 150, ví dụ như em mã 150. Chị Tiên biết gì không? Hôm trước là em đi Tân Gia, em sợ chị qua, cái bé Thư mới xách cái bao hàng về nhà bé Thư. Bé Thư chờ, còn em đi chơi mà, em sợ chị qua rồi không có em thì mất công. Cái mới cho kêu bé Thư đem theo. Bây giờ bé Thư mới xách trả lại em này, cái này cách chốt rồi nè, 150 này, mẫu trẻ này các chị đẹp nè, 150 chế nào chốt đi nha. Em đưa thêm bóp mà bóp cái cùng ví kia để chị lai ví xem trả ra hết. Mẫu đó hết chị thì bỏ ơi. Cái này mắc tiền nha chị yêu. Rồi xanh 180. Xanh 180. Này xanh 180 da bao đẹp luôn. Này đưa gần nha chị coi cái da nè. Da quá đẹp. Xanh 180. Có này nhiều hình lắm chị coi đi, chị thích cái nào à? Ủng hộ cho em với cái này da đẹp nha, mấy chị khỏi lo nha. Xanh 180 cho tình trang. Ở nhà ơi chia sẻ dùm cho em với. Xanh 180. Ở chuyến này chị sắm trước cho chồng luôn nè. Về mấy anh, cho mấy anh tha hồ mà ấy. Rồi sắm 180. Nghe vừa nói bé Thư cưng ghê. Là cưng sao? Cưng sao chị? À, có chị không? Rồi 6180. Chị thấy giống như em cũng biết cái gu sao nữa, chị có thể nói cái màu luôn không? Bấm 6180. Nguyễn Trường Dương. Rồi chị in được rồi đó. Đen 170. Đen 170. Giả sử như cả nhà có thể nói luôn à, giống như mình thích gì đó vì không có thời gian lựa gì thì em biết đường em mới dùng cho. Đen 170. Em lên nhanh cho. Còn vì túi với đồ nhiều lắm. Ok đó, như vậy thì vừa biết ý. Chỗ cái ví mà ví dài ví mới đẹp kìa. Kiểu cái ví đó mắc tiền kinh khủng luôn, cái da nó xịn lắm. Nó toàn gấp đôi cái hàng này nhiều luôn. Mà nó chênh nhau có mười mấy ngàn à. Em mới hơi bất ngờ luôn á. Rồi, cái này có cặp nè, chị nào muốn xài cặp hơn 150 à 170 còn nè. 170 nè. Cái này giống nhau để bỏ đi bỏ đây. 170. Khui. Khui ra mới biết cho em cũng đâu biết trong là gì đâu. Rồi nâu 180. Nâu 180 hàng chế xả nha các chị yêu. Tại vì mình like cái này mệt quá mà dù cũng không muốn. Ba cái một xám, một xanh đen. Đấy là đẹp. Nâu cũng đẹp nè. Yên tâm bóp thì đẹp rồi. Hàng này là một loài thôi, một loại da thôi.
Rồi nâu 180. Nâu 180 chế nào lấy ghi nha. Rồi cái nâu về lấy cái này đi cho chị Tiên nè. Nâu 180 cho Hoài Như rồi. Đây cái này nè. Rồi hai người cái giống nhau. Đi mã ba hồi nãy mấy chị có hết rồi. Mã ba đủ không? Rồi mã ba đủ đó. Thư tìm ra rồi kìa. Hay quá. Hay quá Thư ơi. Xám này các chị. Xám 180. Này cái vàng của nó cái da của nó vậy nè. Màu ba ba. Chị đưa em cái này á hả? À, hai cái hai chị đó. Rồi xám 180. Sắp hết rồi phải không? Cái này cũng đâu còn nhiều nữa đâu. Trời ơi, đẹp quá vậy. Rồi nâu 180 các chị coi cái màu nha, nó có hai màu nha. Cái bên cái da của nó màu đậm màu nhạt nha. Nâu 180 tiếp luôn. Xám 180 chị nào lấy ghi luôn nha. Nâu 180. Nè nữ nè các chị. Da tổng 4 cái, ok để chút lựa nha. Ví màu nâu cho Hải Anh nè, Hải Âu nè. Rồi 190 ngàn. Cái này đẹp á mấy chế ơi. Nhưng có giá tiền. Giá tiền cái này thì mới ngang với cái ví thôi. À, ngang với cái của nam thôi. Ôi chết chết. Rồi 190 của nữ. Ok Vi Ngô để chút nữa cho. Chắc Dũng lên kịp rồi chị yêu ơi. Chị Quốc Ngọc ơi. Rồi ví dụ cho Diều nha. Nâu 190 này. Hai màu này. Để em lên mấy cái vai phi thử cái đi. Gói bao kỹ dữ vậy. Hàng này là da đẹp nha cả nhà. Cái gì vậy chị mới đọc cái mẫu này 190. Hết rồi à, cái 190 đây. Chị Mai Dung Ngọc đọc 190 phải không? Em thấy ghi 109 nè. Ôi mấy cháu ơi. 190 đen. Đây nè. Hàng da nha các chị, đúng là đang bán một loại này thôi á. Để coi sổ gì đây. Để coi cái giá nó tầm chừng rơi vào chừng nào. Giá này nếu mà tính 2 3 cỡ triệu á. Này. Tính ra mà đổi tiền ra. À. Đen thay bao luôn. Thôi cho Hoài Nhân. Thay bao luôn đi. Cái này nhiêu? Cái chị bán giá nhiêu? 190 hết em. 190 đen cho Hoài Nhân nè. Chị Mai Dung Ngọc bấm lại giùm em nha chị gái ơi. Nãy giờ mới lấy cái này. Chị nào còn cái này 190 chị nào lấy luôn không? Ví đang cầm mà quấy. Ghi cái giá vào đi chị. Hàng này là da nha, da đẹp đó. Mấy chị cứ lấy đi nha. Này vô cái chị nào lấy cái này. Nãy vô mở hàng này còn cái nữa nè. 190. Cái này có hai cái à nè. Hai cái đưa bỏ đây đi. 190 em lấy cho chị Kim Hình nha. Cái nào mà chị đẹp em đưa cho chị. Này Kim Hình lấy cái này đi. Đưa cái đẹp cho chị Kim Hình. Đẹp phải đẹp hơn. Mình sao cũng được. Mày biết tăng giá mà bán cho rồi. Trời ơi nó đẹp quá mấy bà ơi. Chết thôi. Em bán rồi chứ chơi. Tự nhiên giờ em ghiền quá cái da này quá. Còn á chị mình đi. Ê chị đừng bỏ cái đó đi. Trời ơi mất tiền lắm á nha. Cái này đẹp quá nè. 3 triệu Mỹ. Cái màu đẹp thiệt. Này 190 còn nè. Cái đen 190 còn hai cái em. Con Thư lấy luôn rồi đó chị ơi. Còn đó mấy chị ơi. 190 kim mền, 190 Hà Thảo nè em. Còn nè.
Chị Thảo nè. 90 chị Kim Hạnh có rồi, 190 Hà Thảo. Rồi hết. Rồi cái đen này còn nha, cái đen này còn nè. Ủa cái nâu của mấy thằng nó lấy liền luôn mấy chị, đẹp quá trời luôn mà. Cái da đẹp. Ví hồng 190, đâu có hồng đâu. Rồi cái này đen nè, ai ghi lại đen nha, đen 190 còn nha các chị. Đen 190 này em còn nha. Bò Thư lấy rồi, vẹt bò với Thư xin đưa em coi xong. Giờ ghi đen nha, đen 190 đi các chị. Hàng này nè, em nói da đẹp lắm, mấy chị yêu tự tin mà lấy đi nha. Cái da mở chân cho. Ủa cái mạng này bị đứng rồi chị ơi. Hả? Rồi đen 190 được hả chị nè em. Đen 190 cho Hồng Quế. Đen 190 Hồng Quế và Lan Phương. Hai chế hai cái nha. Mạng sao giữa cái dây nè em. Em kiểm tra có chị. Phải mạng trên đây nó lót được rồi. Rồi. Nhà được á chị. Hồi nãy trên Hà Thảo giùm em với. Không in được luôn. Không in được luôn, màng bị sao rồi, chưa in đơn được mấy chế ơi. Cái này tàu lao dữ rồi trời. Chuyển bên được luôn hả? Nó kêu bị lỗi gì không? Ghi tay đi, ghi tay cho nhanh đi. Xé từ giấy ra ghi tay nhét vào cho nó nhanh đi. Ghi tay, phải coi ai bấm lên nhiều chứ. Đợi em xíu nha các chị, cho em chỉnh lại cái mình. Em nói thiệt các chị, em thích mà em dám lấy. Tại vì em lấy các chị sẽ nghĩ em á là cái gì đẹp dù nhìn. Em chưa kịp lấy luôn á. Chứ không phải là nó kêu chị cho em coi mà đúng mở ra giáp tiền cái giật mình luôn. Tiền mắc. Mắc lắm. Cái đó tiền. Tiền nó mà nhanh lên là 3 triệu mấy luôn mà. Rồi trong lúc chờ đợi đi các chị. Happy lỗi. Điều trời ơi cưng chưa bà Quế, cho con gái mấy bình này liền đi nha. Rồi 150 ghi dùng cho em làm mã này là mã 7 nha. Nó bị lỗi hả? Rồi mã 7. Mã 7 này ý là em nè, lấy cái giấy này nè. Em ghi lên vậy lỡ nó dính vào da không? Rồi mã 7. Rồi, mã 7, các chị lên đi, mã 7 có nhiều không em à? Mã 7 đâu? Đây, nãy em đưa chị đó. Em đưa chị là Dior. À, Dior trắng á, hộp trắng. Không. Mấy cái để chị với chị nhìn thôi. 4 chị. Rồi, 4 chị. Áo bé xả rồi chị ơi, bên em để đâu có lâu được đâu. Không phải là xế mà một cái là bên em bữa trước có nói rồi, tại mấy chục ngàn là không có giữ đơn với này, không thấy báo gì là... có nói chuyện có nói trên live là có đặt tiếp hay không, hỏi chị về không thấy chị trả lời hả? 10 à? Giờ đi o đó chị. 10 một đi o 7. Đi o cho chục chuột mà 7 nha. Em nói xài cái bình này đi các chị, bao sướng luôn á. Hãy đi o 7 nha các chị. Rồi hồi nãy mấy cái này chị có cho ai không? Thì Hồng Quế nè với Lan Phương đó. Hai cái đó có Hồng Quế với Lan Phương. Rồi tiếp tục nè. Trăm chín luôn chị. Ừ. Da nó vậy nha các chị yêu nha. Rồi 190 tiếp tục luôn nha. Cái này có cái nãy em nè. Da không thấy cái tem giá tiền nên không biết được nó khoảng giá bao nhiêu. 190. Rồi Mai Ngọc Dung ok chị. Cái màu này các chị thấy cái màu nha, cái vàng này chứ không phải là nhiều khi chị nào không biết cái kêu da cũ này. Vô đủ 2.000 đơn hả chị ơi? Hả? Không đâu. 190 cho Mai Ngọc Dung. Em nói vô đủ 2.000 thôi. Bữa mình nâng cấp lên rồi mà. Chị nâng cấp lên. Ừ, chị nâng cấp lên là mình nó không cho. Nó nói thử gì làm sao đó. Em nhắn con đó chưa? Em tính nhắn coi, nó cái máy bị áp gì sao lỗi gì. Nó đang mặc 160 thì tính cao ơi.
Thôi. Mày vướng gì đây? Để coi. Không thiệt, cái ví này em nghĩ mà thiệt, riêng cái ví mà giá nó cao. Da đẹp lắm nha. Rồi xanh chị nào lấy 190 luôn các chị. Xanh 190. Trần Thị Loan. Lấy bao mới bỏ vào nha. Cái này còn cái này xanh 2 190. Cái xanh 2 190. Xanh 2 190. Ở ngoài này có một dây kéo lên riêng nữa. Xanh 2 190. Xanh 2 190. Xanh 2 hồng quế 190. Rồi xám này cho chị Tiên này. Để chị để riêng đây đi. Chị nhờ mấy cái thôi. Xanh. Cái nãy là nâu, xám, đen. Ôi em mới lấy ông xã em mới có được một cái chợ con à quên thằng con gì bữa nay cái nó dạ không bữa nay lại túi sách về lại ví như vậy nè như bình uống nước rồi nha. Đen chị nào lấy đen nha, đen 150, áo 160. Dạ không sao đâu chị. Đen 160. À quên, đen 150 em tắt loa đi em. Dạ dạ. Đen 150. Dạ dạ. Trời ơi, từng nghe bật loa chi nói chị làm chị phân tâm em. Đen 150. Ví dài đưa lên thêm nha. Áo thang mặc 160 á chị. Nâu 180. Thiệt. Nó đẹp quá. Thấy cái này màu không? Nói đến cái đồ sang của nó thì cho tuyệt vời luôn. Nâu 180. Chị nào lấy ghi nè. Hãy Như vàng 180. Cái này đâu? Cái này là da, giá của nó là khoảng là 5 coi 6 600 mấy ngàn á. Rồi vàng 180. Vàng 180 các chị yêu. Hết chị Linh Chương ơi. Vàng 180. Áo vừa mặc là chị Tình Ca vừa có báo rồi nha, 160 nha chị yêu. Có màu luôn đó. Đây có màu hồng nè, màu vàng, màu trắng, màu xanh đậm, 65kg đổ lại. Vàng 180. Đây, áo em đang mặc có hồng, có xanh đậm, có trắng và vàng, 65kg đổ lại không có sai. 160.000. 160 ngàn nha các chị yêu. Rồi mẫu áo em đang là mặc, chị nào chốt ghi hỏi, hãy hỏi chốt thì ghi luôn cho em dìu nha. 160. Đây 160 ngàn. Còn ví không? Ví tay, ví bung còn. Đưa lên luôn nha. Bản này đẹp dữ ta. Rồi 700 này, khoảng giá 700 này. Rồi chị chốt luôn cho em nha, xám 150, à xám 180 nha. Xám 180. Xám 180. Trời sợi dây này chưa trăm mấy ngàn, nghe xài rẻ đều luôn. Xám 180 nha các chị yêu. Màu đẹp quá trời luôn nè. Xám 180 cho chuột chuột. Em ra cô ngoài coi. Chuột chuột nè, ok chị chuột chuột nè. Mấy cái mẫu này hồi nãy người ta đặt có nè chị. Ừ, cái này cũng có nè.
Trời ơi, quên chia sẵn đi. Cái này xanh này có chị nào đập nè. Cái này chưa chia. Nãy xanh tung xanh này ai đặt ta? Nãy xanh 109 này chị nào đặt vậy? Em ghi lại giùm em nè. Nè cái ví giống em có một cái nè, lụa quế với bằng bụng thì gì đó. Hai cái. Cho chị Kim Anh. Hai cái luôn, okay. Quế có bụng thì có luôn. Rồi. Quế có mộng thì có giống thị giống thư luôn. Còn cái nữa. Còn cái cho chị nào luôn nè. Vàng nè. Em ghi cho chị Kim Minh cái đây nè. Từ từ nha. Rồi thôi ngưng cái đã. Để ghi trước ra. Cho chị hít bao đi. Chị từ ghi cho không biết cứ. Giờ ngồi ghi thấy phê lắm nè. Giờ ngồi ghi thấy phê nè. Nguyễn Kim Minh nè. Đó đúng rồi đó cô ơi. 190 nè. Mộng thì ok, 190 nè, quế 190 nè. Để đây nè. Chuột chuột xám 180 nè, nãy giờ chưa ghi. Để ghi cái đó nha. Xanh có một cái đi vô cái còn thì bỏ cho. Xanh còn đó. Xanh còn. Xanh còn nào? Nè, cho chuột chuột cái đó nè. 190 vàng. 190 vàng là cái nào vậy? Rồi xanh cho chuột chuột luôn nha. 190 vàng là cái nào vậy bà Văn Trịnh? Này chuột chuột luôn hả? Cái đó bỏ chuột chuột. Nè, chuột chuột nè. Rồi vàng này là của ai? Vàng này là 190. Vàng Văn Trịnh phải không? Cái này giống mấy thứ á. Hết luôn rồi mấy chị. Rồi. Đâu ra cho lần. Ôi, còn có xanh này đó này. Chuột chuột một cái cộng này 180 phải không chị? Đúng rồi em. Còn cái gì đâu mà xem lại mà Hương Nguyễn. Giờ tới rồi, luôn chứ không có xem 190 lại nha. Chị cái giống thư hết luôn rồi chị yêu ơi. Rồi còn xanh này 190 này. Chị nào có chọn cái xanh này thì chọn ủng hộ cho Diệu này. Xanh 190. Hàng này là da thịt nhớ chị yêu. Khỏi lo về chất nha. Rồi xanh 190 chị nào chốt ủng hộ thêm cho Diệu có hai cái nè. Cái đen này nãy giờ 1, 2, đen 190 còn nè, đen 190 còn nè, trời ơi, đen còn cá đống luôn nè. Đó, cái này còn nữa luôn không? Rồi, cái giống chị cái đen 190 này chị nào lấy nè. Chị nào lấy còn nè. Rồi, xanh 190 còn luôn nha. Xanh đó cho chị Nguyễn Kim Anh với chuột chuột rồi phải không? Ừ. Trời ơi, bán cái này quên chia, xin lỗi các chị. Về cái bóc vào liền em tưởng là lẽ có một cái hai người có một đống. Dạ hết luôn rồi chị kêu chị Hình ơi. Rồi 190 nha. Đen 190. Đen 190 chị nào lấy cái này ghi lại cho Diệu nha. Này thì bỏ giấy mấy cái thẻ này. Đơn giản. Cái vò giống mấy thư đâu còn đâu. Rồi đen 190. Quá đẹp luôn á. Đơn giản nè. Chị dồ cái đi. Rồi mấy chị cái đi. Dồ cái. Cầm đẹp nè. Em thích mỏng mỏng vậy đó. Trong giày là được rồi. Trong đổi tiền chảnh á. Đổi tiền chảnh đẩy với 500 á. Đổi với 500 ngân lên. Em thích vậy đó, mỏng mỏng cái gì là lạ, cầm rồi cũng muốn hay hay. Rồi, 190 chị nào chốt ghi nha. Trời ơi, cái này thẻ chắc cũng làm chục cái thẻ. 190 đen. Rồi da nha, da một đen 190 nè. Cái này nãy vô lấy này. Vô mở hàng này, vô danh. Đen 90 dân ba lương. Nè, em nè. Đây 190 còn nha. Rồi cái mã này là mã vừa mở hàng này. Giờ lôi ra còn một. Này thấy cái chị ơi coi tin nhắn em mới gửi qua giùm nha. Dạ dạ. Chị nào lấy đen này tiếp tục ghi luôn nha. Nó vậy nè. Xài đã lắm luôn á. Rồi đen 2190 đi. Nó có 1, 2 trời ơi 3 4
5. Dạ chị Nguyễn Đúc ơi, chắc chút nữa bên em chốt đơn á chị gái ơi, do đơn nhiều quá chưa làm hết đơn. Kim Anh em 190 cho Nguyễn Hoài My. Ok Kim Anh có nha. Rồi mã 2 nha, ghi mã 2 190. Mã lúc nãy mã 1. Mã 2 đi, ghi mã 2 đi các chị, tại vì nãy vừa đưa một mã rồi mất công giống. Ghi lại mã 2 190 là được thôi. Mã 2 190. Ví đen 190 Đinh Hoài My lấy cái nào vậy? Không biết, tại vì đưa hai cái lên đen, vừa biết cái đen nào, cái này vừa mã 2 mà. Đen này rồi ok. Cái xích là 2 nè. Đen 2 cho Nguyệt Thảo luôn. Đen 2 Nguyệt Thảo luôn nè. Ví đen dẹp. Cái đen dẹp cho ai? Cho Đinh Hoài My. Rồi Đinh Hoài My nè. Em là lấy hai cái này đó, em làm một mẫu này với một mẫu dẹp này đó. Em để là xài hai mẫu này đó. Không biết sao cuộc đời em khói đen nữa. Mã 2 cho Lê Ngọc nè. Còn cái này. Còn cái này. Mã 2 cho Lê Ngọc nè. Dạ có rồi chị xích lại ơi. Rồi hết không đó. Nếu có bao nhiêu nữa đâu. Rồi đi qua lại đồ nam. Đó, ví nữ chị nào muốn hỏi có nữ vậy đó. Chúng ta xem thông tin khách luôn. Hai. Cái này giống rồi. Rồi mã 2 còn nha cả nhà ơi, mã 2 chế nào chốt nữa không? Mã 2 còn đó. Trời cái ví này quá đẹp. 399 làm tương đương với cái giá mà tiền mà đổi ra 399 mà tiền mà đổi ra là danh nha. Thôi ba cái này là khoảng 1.700.000, khoảng 1.700.000 mà đúng với tiền Việt á. Nên em lúc đầu em thấy nó giá cao là em thích nè, cái nghe giá cao là biết nó phải xịn rồi. Ok cái hàng này là một đó, cái hiệu nó vậy đó. Chị Nguyễn Đúc qua chị coi chị có chợ được thêm gì nữa không nha, để tối bên em chốt đơn luôn á chị. Mềm xài đã lắm. Đen có hai loại, đen này đen 2 nha, còn đen 190 không có gì là cái đen này nha. Đen 190 là dẹp. Đen dẹp á nha. Đen dẹp nha chị Mỹ Lê hả chị. Rồi chị nào lấy ghi luôn nha. Mỹ Lê mình. Rồi đen này nè các chị. Thấy cái da nó đẹp lắm. Có mẫu áo thiêu là không cho chị một cái nha em. Mẫu áo đang mặc là thiêu đó chị gái ơi. Rồi đen về đem em qua nha. Rồi cái mẫu này nè. Cái này là em gọi gì ta? Đen dẹp ok chị. Này to này, mã to nè. 190 nè. Này có nhỏ cái to luôn. Xanh còn cái nè của ai đây? Xanh còn cái xanh 190 to này chị Trần Thị Loan lấy cái to này đi. Nãy chị lấy cái này rồi mà phải không? Vậy cái bò đó, cái bò đen đó cho chị. Xanh to này chị nào lấy này còn cái nè. Cái xanh này thì mắc hơn cái đen nữa. Dạ, lai dạ. Túi rồi lai bình như vậy đó, nhiều chị lùn cồn vậy đó. Đây này, cái này nè các chị. Cái này cũng to nè chị, Trần Thị Loan có lấy thì mình bấm luôn nha. Nó giống như là da nụm á, da. Các chị nhìn nó không quen là tưởng nó dơ nha, em nói trước nha. Chị nào phải quen cho không, cũng quen về kêu chùa gửi cái túi. Hai đứa có lấy gắn lai 200 đơn, ngon lắm chị gái. Xin chị... Ok này. Chị lên 190 cho Bích Nguyễn, cái đó cho chị Trần Thị Loan. Cái này 190 nha. Cái chú. Này là gọi gì, màu gì ta? Nó như màu da bò. Ok, bò 190 cho chị Loan. Rồi, Vân Trịnh luôn, ok chị. Có là nhỏ nữa.
là xinh. Bích Nguyễn nè, hôm nay chị Nguyên đi đơn cho chị chưa hay là để chọn thêm có gửi luôn? Bò còn cái to nữa, bò 89 còn cái to nữa. Rồi là hết, rồi hết rồi đó. Rồi để em qua. Rồi còn bò nhỏ, còn bò nhỏ cũng 89. Bò cho chị Thu Hoài luôn. Mà Thu Hoài hôm qua có cái ví này, ví... Mà Thu Hoài hôm qua cũng nhiều lắm á. Thế là có cái ví, ví... ví nam á, y chang cái này luôn nè. Hôm qua là có cái ví nam y chang cái này. Có, chị Mỹ Lê Huỳnh có nha. Rồi, còn cái này là nhỏ nha các chị không? Là nhỏ. Trời ơi, bà nào mà không quen nó chắc về nói tôi gửi hàng bị lỗi chết nữa mới đâu. Rồi. Rồi con đen sọc hai cái này nữa nè. Đen này là hai cái khác kiểu này nó được, nó giống như một bên trơn một bên nha. Đó, cái này nè. Này trẻ nè, trẻ đẹp nè. Màu về này các chị. Rồi hai. Đen đen 19 tiếp. Có hai cái. Đen 19. Đen 190. Có hai cái. Nãy em chia xong em bán thì nó hay vâng về. Không mà mấy cái này nó mắc hơn Zenith xa luôn đó các chị nha. Nó mắc tiền hơn sợi Zenith nhiều lắm á. Rồi, đen 190. Rồi với còn xanh. Rồi bạn cái này. Rồi quay lại Zenith, quay lại Zenith nha. Quay lại Zenith nè. Dưới đó là gì? Vi Nam. Rồi Vi Nam đưa lên luôn. Rồi like cho hết luôn cho mấy chế chọn một bữa cho nó đã rồi. Rồi là ngưng này. Ngưng hàng này để bán qua áo quần chứ. Chưa đâu lấy hài hàng này đâu đâu. Vì hàng nó về nhiều lắm. Cho em hết khui nha, em khui em biết nó cái gì trong. Rồi đen các chị ơi, đen 107. Đen 107. Chị nào chốt ghi đen 107 nha. Chị Tiên được hai cái chưa ta? Tiên mới được một cái. Đen 107. Rồi đen luôn, đen 107 này còn luôn. Rồi đen này chị nào lấy ghi đen 107 luôn nha các chị yêu. Đen 107. Vàng 88. Biết chưa? Lấy một lần thì nó không sao coi gì không ạ. Vàng 108. Quấy được không? Quấy được gì vậy? Mà hỏi tôi không hiểu gì. Ừ, đâu đâm vô hỏi quấy được không? Muốn được cái gì? Muốn được gì đây? 108. Cái này để cho con Hưng. Thôi để cho tặng cho chồng đi. Mấy chồng có chịu không? Bỏ cũng sao. Chắc mấy chế à đủ rồi phải không? Rồi các chị ví tiếp. Rồi 108 luôn, nâu 108. Rồi ngưng mấy cái này đi, mấy chị cũng tròn nữa để lại đi từ từ khi nào bán xong. Em chị nào cần gì đây bây giờ chơi thì ví hết rồi chị ơi, ví đâu còn nữa đâu. Nâu 108 chị Trần Thị Loan. Chắc cái nâu của chị lấy cho chồng á. Cái nâu sau này nè, đây cũng nâu nè. Nâu nào? Mấy dây nịt này là cả 800-900 ngàn một sợi đó các chị. Đừng có sợ nói mua ca mua nha. Nó rẻ thôi chứ nó đảm bảo là hàng xịn luôn đó.
Rồi xin 180. Xin 180. Xin 180. Đâu sao, ok chị lo. Ok, đâu sao. Bà quế hỏi gì? Xin 180. Bà quế nói gì em cũng nhiều biết không? Biết cây Phương Ngọc một quần đen một áo trắng mới điện chị ok rồi nha. Ok chị Chương Ngọc nha, để mình bóc qua trang chính hồi thí diệu luôn. Sọc 150, sọc 150 các chị yêu. Sọc 150. Quế mua mấy cái này cho chồng đi, 6-700 ngàn trong tiệm đó. Có cái sợi cá triều đó. Sọc 150, cái này để chỉnh người chia cái lại. Cái gì đây? Đi ngô 180 cái gì nè chị? 180 dây này nè, dây phải không? Ok, xanh riêng ngô nè. Chỗ mấy hàng này giá cao lắm mấy chế ơi, có 800 mấy ngàn lần á. Rồi vàng đó chị. Vàng chế nào chốt cho em nha, 180 nha. Vàng 180 nha. Nhiều khi cái mặt nó khác nhau á chị Vân Trịnh ơi. Nó nhiều chị. Xanh còn nha, xanh còn nè. Xanh còn chị hỏi cái mặt như vậy mà có màu đen không? Không có xanh nè. Này cũng đẹp nè. Chỉ nó cái da ở đầu thôi. Rồi đó chị. Ê, xài cái này đời nào mà hư ta? Xài cái này đời nào mà hư ta? Vàng 180 cho chị. Cái vàng đâu rồi ta? Rồi để em coi cái giá này có bao nhiêu. Rồi 150, giá nào chốt nha em. Vàng vàng này cho chị Trùng Dương nè. Vàng cho chị Trùng Dương mà này đẹp nhá. Nâu nhá. À cái này đỏ nha chị, 150 như đỏ đỏ bầm á, 150. Để đưa hết luôn đi đó, chị tròn xong rồi. Chị nào tròn. Xanh còn nha, xanh còn hai sợi nè. Rồi sọc 180. Sọc 180. Trắng 180. Trắng 180. Trắng 180. Trắng 180 đó chị yêu. Tự nhiên là bắt tay. Là sao? Rồi sọc 150 các chị nhá. Sọc 150. Cái này là sọc 150. Thế chút chút rồi xếp lại, quấn lại theo loại không có. Chị bắt làm sao? Chị bắt gì đó không hiểu. Cái trang đó đâu quên được đâu. Giờ bắt ghi tay. Màu đẹp quá ta. Màu gì đây? Để coi giá tiền mới tính ra được. Cái này khoảng 700. Nó trong chung chung khoảng giá đó. Rồi 180 chị. 180. 180. Cái mã này ghi mã vàng 180 nha, hơi bằng vàng bò bò á, bò đúng không? Bò 180. Rồi, nâu. Nâu 180 luôn, nâu 180. Cái này nâu bò gì cũng được nè. Rồi cái này nè. Rồi, mã tiếp theo nâu này khác nha. Nó sợi đó các chị, 180, nâu 180 luôn. Em đưa ra hết luôn rồi là hết luôn rồi đó. Nam chị ơi, mấy dây này là da thật nha. Rồi này cả nhà chốt cho Diều là mã 10 đi, 180. Diều đang tìm nè, mã 10 180. Đẹp ha. Hình như đen ít. Chỗ cái vàng này rất sắc. Lấy vàng đi mấy chị yêu. Còn chị Tinh Mai. Lấy cái vàng này đi các chị yêu.
180. Ừ. Vàng đẹp vậy. Ừ. Cái mặt á. Bao sang luôn, da nó là mới trong nó. Vàng 180 các chị yêu. Trời ơi tuyệt vời đẹp á. Không có gì nữa chị gái ơi. Chị Loan. Trần Thị Loan. Vàng 180. Ừ, lấy màu này màu đẹp nè. Xanh 180, cái này màu rất đẹp luôn nha. Cái này để dành y chang cái vàng luôn á. Cái này cái da ở phần trước là y chang cái vàng luôn. Y chang cái vàng, xanh 180. Xanh 180. Xanh 180. Xanh này đẹp nha cả nhà ơi. Chị xanh 180 chị Duyên Chương. Em, cái này dài dài chị qua chị Tiên được không? Này chị lớn tuổi. Em tự để riêng đi. Nếu mà chị chịu thì gì ấy. Chứ nãy giờ không thấy cái này già giống giống ý vậy. Rồi. Sọc. Sọc các chị yêu. Cái này trẻ trẻ nha. 180. Sọc có mấy cái này, 1, 2, 3 cái. Rồi sọc 180. Sọc 180. À cái này có đen là có nâu nha. Có nâu nè. Nâu với giống như gần gần như là hơi đen đen một chút. Không có lên áo chị ơi, bán cái này bán mệt tới mồ, lên áo gì nổi nữa. Rồi đó chị, xanh. Xanh 180. Cô toàn mẫu đẹp không á nha. Để chị coi cái nịt này nè. 180. Ở còn có mấy sợi này đưa luôn á, chị nào hỏi hỏi nữa là hết rồi đó. Còn ai mà có chút lại chút mấy mẫu này thôi chứ không có mới hay gì nữa đâu. Khỏi phải mất thời gian chờ. Rồi 180 mã 20. Mã 20 màu đẹp dữ ta. Màu lạ. Ừ, mấy màu này lạ. Mã 20. Tại vì em lên cái này em cũng hơi mệt rồi á, không có thử áo nổi nữa đâu. Để em lên mấy cái hàng lặt vặt này xong rồi à. Em lên hàng tối có thời gian em lên tiếp cho. Có cái đen cũng không có ra đen nữa. Ừ, có màu vậy các chị coi nè. Xanh đen. Vàng xanh đen nó hơi pha pha. Nhưng màu sang. Rồi chị nào lấy mã 19. 180 đen không thấy không nha. Đen có ít. Toàn da da bò bò rồi vậy á. Mấy màu bò đẹp mà. Mấy cái màu vàng rồi đẹp quá trời nè. Rồi xanh. Mã này chị nào lấy ghi luôn nè. Trời ơi, thằng da này chết chế vô ơi. Mua cái giá này bán cho mặt trời. Cho chồng xài cho chơi luôn nè. Thôi vàng. Vàng 180. Vàng 180 thì hết rồi đó. Cái con này giống nhau. Vàng 180. Ừ, dây nịt có chừng đó tôi mới chế nha. Dây nịt là vừa hết. 180. Rồi hai màu 180. Hai màu 180. Có trong hai màu 180. Rồi thông báo các chế yêu gia nịch có nhiêu đó thôi. Quyền chồng cao lắm chị. Còn này hay là này để ra sắp xếp lại là nào đây là đó. Không có tùy cái đầu quán gì nhiều cuốn lắm á. Vĩ rồi giờ đến Việt Nam. Có ai muốn coi ở Việt Nam này cái chế không coi mà. Rồi bây giờ cả nhà ơi chuyển qua cái bình đun nước thôi, ai thêm màu thì thêm nha. Đỏ rồi nè.
đúng sai đã ghê luôn á, không có một một cái gì mà nó thấm ra ngoài. Vậy xanh cũng có vài cái. Ừ, cái mấy cái vài cái đi, cái xanh nè. Nè, mã này mã 7 nè. Bỏ qua nè. Giờ cái gì đây? Có cái kéo có tôi cắt luôn rồi. Tối vô lên áo cho. Giờ vô băng ví, băng đồ xong đó nè. Nãy khách lấy rồi nè. Sắp hai cái hai màu nè. Cái này đẹp nè cả nhà. Nè. Chị khoái khoái mấy dạng này lắm nha. Rồi 190. 190 hai màu nhớ chị. Có hai cái chị nào lấy cái đi, em lấy cái nữa. Có hai cái chị nào lấy cái đi, vừa lấy cái. À, hôm nay vừa được ba cái luôn. Lấy ví nhiều phải lấy tiền đó. Mà ví ví nhiều tiền đâu bỏ ta. Đây. Nói xong cái mấy bạn ấy vừa than. Vừa than cái này. Rồi. Đi vô tiếp tục. Mấy chị ra hết rồi nghỉ. Trời ơi. Siêu đẹp luôn. Sao cái màu đẹp vậy, nó giống màu xanh không? Hả? Đẹp quá. Tím tím. Rồi, má 8. Má 8 cả nhà ơi. Hai thêm ghi luôn nha. Má 8. Má 8 các chị yêu nha. Có giấy tờ luôn nè. Má 8 chế nào chốt ghi cho Diệu nha. Rồi thôi, Diệu ngưng like đây. Hẹn các chị yêu vào tối nay nha. Diệu bán áo mới cho các chị. Bây giờ là Diệu ngưng vừa soạn dọn dẹp lại cái đã. Rồi, cảm ơn các chị yêu đã ủng hộ cho Diệu nha. Tối nay mình lại lên hàng khác. Bây giờ em phải đi chốt đơn bớt đã. Tại hôm qua có like mà không chưa có chút đơn á. Mạng nó yếu yếu mà sao chị, sao thọt tay lấy cái áo trong lấy đi cái này à. Chút rồi ra cái này cho chị tiêm mấy cái rồi bỏ vào trong bịch cho nó không bị lộn. Rồi, bye bye các chị yêu nha. Hẹn các chị yêu vào tối nay nữa nè.